Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Đâu là giao diện smartphone mượt nhất? Xiaomi 13 Pro có chơi PUBG try hard được hay không? IQ Neo 9 với iPhone 11 Pro Max nên mua máy nào? Tất cả sẽ trong đường ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Đến với câu hỏi đầu tiên này, anh chỉ ra các giao diện Android của các điện thoại nào mượt nhất đi ạ? Top bảng xếp hạng, ok. Thực ra quan điểm mượt hay không ấy còn tùy quan điểm mỗi người cơ. Tuy nhiên mình sẽ nêu ra quan điểm cá nhân của mình nhé. Thì mượt nhất ấy rõ ràng rồi, nó là iPhone nha. iOS của Apple mà cực kỳ mượt mà, lại cực kỳ ổn định luôn và rất là chỉnh chu về mọi thứ, animation, tốc độ mở app các thứ rất là ổn định nhá. Cái này chắc em không bàn cãi nhiều đúng không ạ? Thậm chí còn nhiều bạn dùng iPhone 60Hz vẫn bảo mượt hơn Android 120 cơ mà. Chứng tỏ là iOS nó phải mượt đúng không ạ? Nhưng mà với Android thì sao? Thì theo quan điểm của mình nhá, mình đã từng dùng rồi thì giao diện mượt nhất với mình ấy, nó là giao diện thuần Android. Đấy. Ngày xưa mình dùng cái dòng Google Pixel ấy, ví dụ con 6 Pro, 7 Pro ấy, mượt cực kỳ luôn. Mình ok, công nhận giao diện gốc thì kiểu animation nó có hơi kiểu đơn giản quá này. Thậm chí các tính năng hữu ích ấy cũng thiếu rất là nhiều thứ, nhưng mà không thể phủ nhận là Android gốc ấy rất là mượt mà và ổn định nha. Nó sẽ đem lại cho mình cái cảm giác dùng gần giống với iPhone. Đấy, chỉ là gần giống thôi, vẫn chưa bằng được. Hãng thứ ba thì theo quan điểm của mình sẽ là IQ Vivo. Đấy, cái giao diện của IQ cực kỳ mượt mà luôn nhá. Nó sẽ chỉnh chu từ cái animation mở app ra, đóng app lại này, hay là chuyển đổi qua lại giữa các app. Thậm chí các bạn chỉnh được tốc độ đóng mở app này, chỉnh được độ bo tròn icon các thứ. Nói chung là giao diện của IQ ấy tùy chỉnh được sâu mà vẫn hết sức là mượt mà nhá. Ngày xưa cách đây khoảng tầm 2-3 năm ấy, nhiều anh em cứ trêu là IQ là iPhone của Android mà vì giao diện quá mượt. Đứng thứ ba ấy thì theo mình sẽ là OnePlus nha. Nhưng phải là OnePlus ngày xưa chạy Oxygen Red nhá, chứ không phải là ColorOS đâu. Tại vì ngày xưa cũng có rất nhiều anh em mê OnePlus vì cái giao diện Oxygen nó rất là mượt mà và ổn định. Đấy, không thua kém nhiều so với cả Android gốc các bạn nhá. Hơi đáng tiếc là bây giờ đa số máy OnePlus xách tay thì đều chạy ColorOS rồi. Mặc dù ColorOS bây giờ cũng rất mượt nhưng mà mình vẫn cảm giác là không bằng Oxygen ngày xưa, vẫn kém một chút nha. Tiếp theo thì theo mình sẽ là LG Phone. Đấy, một dòng gaming phone. Tại vì sao? Bọn này thì giao diện của nó mình thấy nó hơi đơn giản nên là cũng khá là nhanh, khá là nhạy. Cộng với cả phần cứng của bọn LG Phone ấy thường là rất mạnh đúng không? Làm gì con LG Phone nào yếu đâu. Nên nó đem lại trải nghiệm dùng rất là nhanh, rất là nhạy, rất là mượt nha. Tiếp theo sẽ là Red Magic, cũng là một dòng gaming phone mà giao diện cũng không quá nặng, và đấy, cái phần cứng gọi là quá đỉnh cao rồi nên các bạn dùng ấy cảm giác rất là nhanh, rất là mượt nha. Và cuối cùng thì sẽ là Xiaomi các bạn nhé. Mặc dù là bây giờ HyperOS thì cũng khá là mượt mà rồi, tuy nhiên đấy, Xiaomi nó sẽ bị phân mảnh rất là nhiều. Máy giá rẻ 2-3 triệu cũng có, máy 20 triệu cũng có, nên cái trải nghiệm dùng giữa hai phân khúc ấy khác hẳn nhau luôn. HyperOS trên máy cao cấp thì mượt thật, nhưng mà trên máy giá rẻ giật thôi rồi luôn. Đây sẽ là quan điểm của mình thôi nhá. Ngoài ra còn rất nhiều giao diện khác. Mình ví dụ đi, Huawei rất mượt đúng không ạ? Hay là Meizu rất mượt đúng không ạ? Tuy nhiên hai cái dòng đó thì mình chưa trải nghiệm quá là nhiều nên mình sẽ không dám phán xét anh em nhá. Bảng xếp hạng này sẽ là quan điểm cá nhân của mình mà thôi, được chưa ạ? Chuyển sang câu hỏi thứ hai. 240Hz bắn PUBG Try Hard Mi 13 Pro được không anh? Ok, thực ra cái vấn đề 240Hz trên điện thoại ấy, mình cũng từng trả lời một vài lần rồi. Đó là còn tùy quan điểm chơi game của bạn nhá. Cá nhân mình đi, với con số 240Hz, mình đang dùng chiếc Xiaomi 13 Pro mình biết mà, là quá đủ dùng với mình rồi nhá. Mình bắn PUBG, bắn Free Fire là ok, không vấn đề gì cả. Mình vuốt thì không có bất kỳ gọi là trải nghiệm trễ lag gì cả, cá nhân mình nha. Tuy nhiên rất nhiều bạn đánh giá là cái tốc độ cảm ứng 240 ấy thì là chưa đủ với các bạn ấy. Đấy, các bạn ấy kiểu chơi game 4 ngón xong rồi try hard kiểu game thủ ấy. Thì khi này các bạn ấy sẽ cần những dòng máy cao hơn, ví dụ như 360 này, 480, hay là những bạn chuyên nghiệp ấy thì chơi hẳn gaming phone nhá. 720Hz, 960Hz mới đủ mượt nha. Ngoài lề một chút về chiếc Xiaomi 13 Pro thì lưu ý giúp mình nhá. Đây là một chiếc máy có màn hình cong. Đấy, cũng lại là quan điểm mỗi người thôi. Mình dùng rất là ok, chơi game màn hình cong ok, không vấn đề gì cả. Nhưng rất nhiều bạn ghét cái màn hình cong vì cảm ứng khó chịu. Đấy nhá. Nên với câu hỏi của bạn thì còn tùy quan điểm dùng của bạn thôi, chứ còn về hiệu năng các thứ thì Xiaomi 13 Pro quá đủ để chơi game PUBG Try Hard rồi. Snapdragon 8 Gen 2 cơ mà. Đến với câu hỏi thứ ba này. IQ Neo 9 và iPhone 11 Pro Max nên chọn cái nào ạ? Ok, sorry anh em nhé, hơi ồn tại vì bên ngoài đang bão, mưa to quá. Thì đây, cái việc mà so sánh giữa một chiếc máy Android với cả iPhone ấy là rất khập khiễng, nhưng mà thôi, mình vẫn so cho các bạn nha. Rõ ràng rồi, iPhone 11 Pro Max thì bây giờ sẽ chỉ còn máy cũ thôi, trong khi chiếc Neo 9 ấy nó sẽ là máy mới nha. Về mặt thiết kế này, hoàn thiện cầm nắm thì rõ ràng rồi, iPhone vượt trội nha. Khung viền thép, cầm nắm cao cấp,
IP68 các kiểu, trong khi Neo 9 thì viền nhựa thôi, phèn hơn rất nhiều. Đó. Màn hình thì kèo này mình lại thiên về chiếc Neo 9, tại vì sao? Đây là một cái màn hình đục lỗ, đỡ bị vướng này. AMOLED LTPO 144Hz, trong khi iPhone 11 Pro Max thì sao? Cũng là OLED hiển thị ok, nhưng sẽ là tai thỏ này và sẽ chỉ là 60Hz mà thôi. Cá nhân mình nhé, bây giờ mình không dùng được những máy 60Hz, đấy, quen dùng từ quét cao rồi. Loa ngoài thì mình thấy iPhone nhỉnh hơn một chút này. Hiệu năng, nếu như các bạn không gắn sò ấy, Neo 9 ăn đứt luôn, được chưa? Và kể cả khi gắn sò thì mình vẫn thấy Neo 9 mạnh hơn. Chỉ có một trường hợp thôi, đó là khi các bạn chơi game nhẹ ấy, thì mình thấy iPhone nó có một cái độ trễ cảm ứng rất thấp, nên cảm giác vuốt chạm sướng hơn so với cả chiếc IQ bạn nhé. Mặc dù đấy, TouchQuest thua, tốc độ cảm ứng cũng thua, nhưng mà cái độ trễ thấp nên cảm giác vuốt trên iPhone ấy rất là sướng. Về pin sạc thì ok, coi như pin hai máy như nhau đi, 4.000 iPhone với cả 5.000 Android, nhưng mà sạc ấy, iPhone thì khoảng tầm 25-27W, trong khi Neo 9 thì sao? 120W nhá, cắm 15-20 phút, dùng tiếp luôn, iPhone thua rất xa. Camera thì chắc là nhiều bạn sẽ thích camera iPhone hơn. Camera IQ Neo 9 ấy, thì được cái là cảm biến to hơn, đấy, nó sẽ thu sáng tốt hơn một chút này, chụp ảnh có chiều sâu hơn, nhưng mà về màu sắc ấy, thì iPhone vẫn hơn nhá. Và nhất là về khoản quay phim thì iPhone đỉnh hơn. Cam trước của Neo 9 ấy, sẽ chỉ có 30fps thôi. Và rõ ràng rồi, với giao diện của iPhone iOS thì mượt mà, ổn định hơn, full tiếng Việt, không chậm thông báo, dùng là máy chính rất ok. Trong khi Neo 9 thì có tiếng Việt rồi, nhưng sẽ bị chậm thông báo nhá. Chung quy lại với câu hỏi này thì nếu như bạn dùng được cả hai hệ điều hành thì rõ ràng rồi, dùng làm máy chính thì chọn cho mình chiếc iPhone 11 Pro Max ổn định hơn. Nhưng nếu bạn cần một cái hiệu năng mạnh này, sạc nhanh, công nghệ mới, màn hình phê thì lấy cho mình chiếc IQ Neo 9. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về câu trả lời của mình? Có đồng ý hay không? Cũng như còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới. Link mua các máy trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghim. Giờ xin chào, bye bye.